xin chào các bạn ạ. Thế nổi bây giờ thì hôm nay mình sẽ quay các bạn là mình đang xem kinh bạch kinh cấp Thái Lan Việt Nam đó, mình cũng không biết Myanmar gì đó, thì ra sẽ có bốn đội nhá. À bây giờ đây là bây giờ là rút 45 cộng 1 chẳng Việt Nam, không biết là một sẽ có đi bàn không cả nhá. Phạt góc cho Việt Nam. Đây là phạt góc cho Việt Nam. Thủ môn bên Thái Lan đang chỉ đạo các hậu vệ của Việt Nam các bạn nhé. Và người là trọng tài Nhật Bản, ông Kida Chukwei đã nổi còi. Trận đấu Việt Nam giữa Việt Nam và Thái Lan đã hiệp một đã kết thúc, và mình sẽ trở lại sau ít phút nha.